cải rụng hạt tự mọc tốt Ở đây là những cái chuồng gà di động nè. Người ta nuôi gà mái ở đây, mình thấy toàn gà mái thôi. Gà mái thì cho đẻ trứng và người ta bán trứng gà. Thì thường gà mái mà trứng gà thả rong á thì cái giá nó sẽ cao hơn là trứng gà nuôi ở trong chuồng. Những cái trại gà lớn á thì là gà người ta nhốt ở trong chuồng và nó đứng ở trong đó, nó chỉ đẻ trứng và ăn ở trong đó thôi. Còn những cái gà mà thả rong như thế này nè thì cái trứng của nó giá cũng cao hơn. Và cái con gà, cái thịt gà chạy bộ này á, thịt gà thả rong này á thì cái giá của nó cũng cao hơn là cái gà nuôi bên trong chuồng. Thì những cái chuồng di động người ta làm từ những cái thùng container đó, người ta làm ở trong đây thì mùa đông á là người ta phải đem về nhà để người ta phải sưởi ấm ở trong chuồng gà nữa. Còn mùa hè thì người ta đem ra ngoài đồng như thế này, người ta quay lại xong rồi người ta cho nó chạy ở ngoài đồng thì nó ăn cỏ rồi ăn lúa. Người ta có những cái thùng nước á để người ta cho nước nó chảy xuống từ từ cho gà uống cả ngày. Xong rồi mỗi sáng thì mình thấy là người ta có xe, người ta đem thức ăn ra đây cho nó ăn. Xin chào cả nhà. Sau hơn một tuần mưa dầm mưa về thì hôm nay trời đã bớt mưa rồi. Đó, trời hôm nay còn chuyển mưa nhưng mà dự báo thời tiết là buổi sáng tới buổi chiều không mưa, có thể là tối mưa, nên là mình lại đi dạo với Sarah này. Ở đây là cái ruộng rau cải. Cái ruộng này là ruộng cải, mà cải hoa vàng đó cả nhà, cải mà để ép làm dầu á. Thì mình thấy là bây giờ nó lên một cái ruộng rất xanh tốt luôn. Nhưng mà mình nghĩ cái này không phải là người ta gieo mới, mà là đây là trước là cái ruộng cải vàng đó, cải hoa vàng á, người ta đã thu hoạch hết rồi. Thì trước khi người ta thu hoạch á, là lúc mà mình đi qua đây, mình thấy cái hạt cải nó già quá rồi đó. Nó rụng và nó đã lên cái cây con đầy ở dưới dưới đất rồi. Khi mà người ta chưa thu hoạch nữa là đã lên cây con rồi. Cho nên là mình nghĩ là người ta thu hoạch xong á, cái hạt cải nó rụng xuống nhiều á, tại vì nó già quá đó. Xong rồi người ta xới đất lên thì nó lại lên như thế này, giống như là gieo mới luôn. Ủa, nhìn mê chưa cả nhà? Xanh mướt à. Bên đây nữa nè. Bên đây là một cái, cũng là một cái ruộng hoa cải đó. Trời cũng vừa mưa mới dứt nè. Bây giờ chưa hết tháng 8 mà hôm nay là bao nhiêu, 30 tháng 8. Nhưng mà trời lạnh giống như là mùa thu luôn á. Ôi, lạnh có mười mấy độ thôi à cả nhà. Mấy hôm mà trời mưa thì mình dắt Sarah đi, cứ đi nhanh nhanh rồi về, tại vì mưa mà gió lạnh lắm. Ở đây là cái ruộng cải mà người ta đã thu hoạch hạt cải rồi đó cả nhà. Đó, những cái gốc khô khô đó là những cái cây cải cũ. Thì cái ruộng cải này là những cái hạt cải này là hạt cải mà từ cái ruộng cải già đó, nó rụng xuống và nó tự lên. Cái này thì người ta không có kịp thu hoạch nữa, mà người ta sẽ xới đất lên, trộn thành phân luôn. Nên là cái này mình hái và ăn được nè. Tại vì bây giờ thì chuẩn bị lạnh rồi, sẽ không có kịp cho cải ra hoa nữa. Mình hái một ít về mình xào thử coi ha.
Ở Đức trồng cây gì thì cũng chỉ được một mùa thôi, xong rồi là lặn rồi. Phải đợi tới năm sau nữa. Thì năm sau người ta gieo cải sớm đó, xong rồi tới tháng 4 là bắt đầu cải lại ra hoa. Rồi tới tháng 7, tháng 8 thì người ta thu hoạch cải. Thu hoạch về để làm dầu cải, hoặc là người ta nghiền cả cây cho gia súc ăn. Trời mưa suốt à. Mưa bao nhiêu ngày, mưa lạnh quá trời luôn. Cả nhà thấy là cái này là nó là từ hạt nó rụng, nó tự mọc lên cho nên là không có đều. Có chỗ thì nó lên tốt, có chỗ thì nó cũng mới lên nhí nhí thôi nè. Và người ta để lẫn cỏ luôn. Những cái hạt nó rụng xuống mà nó mọc lên xanh mướt. Cái này mình không biết là muối ăn ngon không, mình chưa thử. Nhưng mà hồi trước mình có thử nấu mì gói một lần. Cái này người ta không có thu hoạch nữa nên là mình cũng không có sợ người ta xịt thuốc ha. Còn khi mà hái cải cái mùa mà người ta trồng á, để người ta thu hoạch ấy, thì người ta có xịt thuốc sâu, thuốc dưỡng các kiểu á. Nó lên tốt luôn kìa. Vài bữa nữa là người ta cày hết đất lên, xong rồi để tới năm sau thì người ta sẽ trồng cây khác. Mình thấy là hầu như là người ta thay đổi ấy. Giống như là năm nay trồng cải thì có thể là năm sau là lúa, năm sau nữa là bắp ngô. Mình hái một ít và để mình xào tỏi thôi. Tại vì cái này thì cũng có mình ăn thôi đó. Đó, chỗ này thì nó không lên nè. Những cái cây cải nè, người ta lúc mà người ta thu hoạch á, người ta cái máy nó cắt ngang cây nó chừa một khúc như thế này. Bên đây là một cái khu rừng nhỏ, người ta có trồng cây táo, cây lê. Nhưng mà trong cái khu này á thì mình thấy là có một cây táo là trái ăn ngon thôi, còn lại là trái kiểu như là nó chát chát á. Trong này có cây táo bị bật gốc nè. Cái này thì mình không có thấy người ta thu hoạch đó nha. Người ta để cỏ tùm như thế này nè. Thì thường là người ta để trái cho thú rừng ăn á. Đây nè, cây táo bị ngã. Nhìn trái ngon quá nè. Mình vô mình hái ăn thử xem là trái ngon không ha. Hôm trước gió bão á, cây táo bật gốc luôn. Nhưng mà trái vẫn còn tươi nha. Đây. Ôi đây. Nhiều cái cây tầm ma quá. Đó. Vô đây hơi khó nè. Trái táo nhìn thì ngon ha. Đó. Đó. Mình hái về mình xem, nếu mà về nhà mà thấy ngon thì mình trộn salad. Cây táo này là cây táo trái ngon nè, là cây táo mà năm trước mình hái để mình trộn salad á. Đây cả nhà thấy là nó rụng dưới gốc nè, người ta để thối xong rồi nó rụng dưới gốc rồi những cái con thú rừng á, nó ra nó ăn. Chứ người ta không có hái. Mình hái mấy trái về trộn salad. Rồi, hái 3 trái thôi ha, đủ trộm salad rồi. Này vài bữa nữa nó chín là nó rụng đầy gốc hết luôn. Rụng xuống thì heo rừng rồi nai rừng á ăn. Mã đề cũng mọc lẫn trong rụng cải luôn.
Thôi bây giờ thì mình sẽ đi về. Trái này nhìn giống trái Việt Quất cả nhà ha, giống như trái blueberry á, nhưng mà nó không phải là trái Việt Quất mà nó là một cái loại trái để người ta làm rượu, làm rượu gọi là rượu schnapps, rồi rượu liqueur. Cái trái này thì tới mùa đông á, tới khoảng tháng 12 tháng 1 á mới thu hoạch được, còn bây giờ thì nó còn xanh lắm. Nó mọc rất nhiều ở bìa rừng thì thường người ta hay đi hái á để người ta ngâm rượu. Đây là chỗ rau cải mình vừa hái với lại một ít táo nè. Bây giờ thì mình sẽ nấu cơm trưa, mình sẽ xào cái này với thịt bò, còn táo thì mình sẽ trộn salad. Mình cũng xin dừng video lại đây, xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.